Ok, bên cạnh việc đăng tải những nội dung liên quan tới bản DLC vừa mới ra mắt, thì trong nội dung hàng tuần lần này, ta sẽ đề cập đến Gen 6. Và nhân dịp Game Freak đã quên đi thế hệ thứ 6 khi mà họ không cho 3 Pokemon huyền thoại của Gen 6 quay trở lại trong bản DLC lần này, thì dù không ai mượn cả nhưng tôi cũng sẽ tự mình chúc mừng kỷ niệm 10 năm ra mắt Pokemon X và Y cùng với cơ chế tiến hóa Mega bằng một cái video top 10 hình dạng tiến hóa Mega mạnh nhất theo ý kiến cá nhân của tôi. Và nói trước luôn là Mega Rayquaza sẽ không đề cập trong bản này, vì chắc chắn là nó out trình luôn cả những Pokemon huyền thoại khác chứ đừng nói là tiến hóa Mega. Rồi hai dạng Mega Mewtwo, rồi còn Mega Diancie nữa. Nói chung là mấy đứa này ra một góc ngồi chơi với nhau. Vậy đi ha. Bây giờ thì bắt đầu thôi. Ở hạng 10 thì tôi sẽ gọi tên Pokemon yêu thích của mình là Venusaur lên sóng. Venusaur vốn ở dạng thường nó đã là một Sweeper thuộc dạng khá cứng cáp trong trời nắng, nhưng bị cá là song hệ độc và cỏ có tới tận 4 điểm yếu, nên khi tiến hóa Mega đánh đổi với việc trở nên nhanh nhẹn thì nó lại có đặc tính Thích Phát, giúp cho nó loại bỏ đi 2 điểm yếu là lửa và băng. Cùng với đó là mạng chống chịu được nâng lên khá đáng kể, khiến cho nó trở thành một bức tường khá kiên cố ngay trong trời nắng với chiêu Synthesis. Ngoài ra thì Leech Seed hay Giga Drain cũng là một lựa chọn giúp cho Venusaur trụ sân cực lâu. Bên cạnh những sự vững chãi đó là công đặc biệt 122, dễ dàng đưa tiện đối thủ về nơi ăn nghỉ cuối cùng cùng chiêu Slug Bomb, Battle Dance hoặc là Weather Ball. Nói chung thì Venusaur ở dạng thường làm sát thủ, còn lên Mega thì thành tăng cơ linh hoạt, mà sức mạnh lại không bị giảm đi chút nào, lại cần tận dụng được cả 7 chiêu thức khi ở cả hai dạng Mega hoặc là không Mega. Như đó với tôi thì Venusaur quá ngon để đứng trong top 10 rồi. Ở hạng 9 là Mawile. Nếu là dạng thường thì Mawile khá là mờ nhạt, có chăng người ta nhớ đến nó vì cái thiết kế khá là dị biệt của mình thôi. Tôi vẫn thắc mắc tự nhiên đâu ra Mawile không có cấp tiến hóa mà chỉ số lại vô cùng hời hợt. Đáng ra nó phải có cấp tiến hóa ở những thế hệ sau thì mới hợp lý chứ ta. Nhưng Gen 6 lại cho em nó một dạng tiến hóa Mega, không biết nên vui hay là buồn. Dường như đồng nghĩa với việc là em nó sẽ không bao giờ có cấp tiến hóa tiếp theo. Quay lại thì dạng Mega này cũng đã khiến cho nó được rã đông sau nhiều năm bị ghẻ lạnh, với chỉ số thoạt nhìn thì không thấy mấy ấn tượng như những người bạn Mega khác. Công vật lý có 105, thủ vật lý 125 là chỉ số cao nhất của nó, còn lại thì tốc độ và sinh lực thì đỏ chót. Nhưng đó là cho đến khi nó được đổi đặc tính thành Huge Power, đặc tính gấp đôi tấn công vật lý cơ bản cho Pokemon. Tức là lúc này công vật lý của Mawile lên đến tận 210, một chỉ số tấn công mà chưa có một con Pokemon huyền thoại nào từng đạt tới. Đồng nghĩa với những đòn ưu tiên như là Sucker Punch, Play Rough hay là Iron Head của nó sẽ vô cùng đau đớn. Bên cạnh đó thì còn có chiêu Power Up Punch, tuy có sức mạnh 40 nhưng sẽ luôn tăng một bậc công vật lý cho Pokemon sử dụng. Và với sát thương vật lý khủng bố có sẵn thì chiêu này dường như là quá sức đối với những đối thủ Pokemon bình thường. Đồng thời thì song hệ thép và tiên là một tổ hợp song hệ chưa từng có, khi mà giúp cho nó chỉ bị khắc chế bởi hệ đất, mà vốn dĩ thủ vật lý của nó đã sẵn cao thì Mega Mawile chỉ có tụi Mega khác trị, chứ những Pokemon thường thì té ra khỏi trận đấu càng nhanh càng tốt. Ở hạng 8 là Mega Lucario. Với Mega Lucario thì điều làm nên sức mạnh của nó có thể gói gọn trong đặc tính Adaptability. Đặc tính này cho phép những chiêu thức hệ thép và giác đấu được sử dụng bởi Lucario sẽ nhận được thêm gấp đôi sát thương stat thay vì 1.5 lần như cũ. Đi cùng với đó là một bộ chỉ số cường hóa sau khi tiến hóa Mega, cả công đặc biệt lẫn công vật lý đều trên 140, đồng nghĩa với những chiêu thức như là Close Combat và chiêu ưu tiên như là Match Punch sẽ khiến cho đối thủ khó mà trụ vững. Ngoài ra thì nó còn có Extreme Speed để có khả năng lưu lưu đánh trước nhằm khắc phục chỉ số tốc độ chỉ có 100 so với những Pokemon Mega khác. Tôi nghĩ như đó là không cần nói quá nhiều về sức mạnh của nó đâu ha. Và ở hạng 7 là Mega Blaziken. Nếu còn nhớ video xếp hạng những starter hệ lửa mạnh nhất, các bạn cũng đều biết chìa khóa sức mạnh của Blaziken nằm ở đặc tính Speed Boost mà đúng không? Ở dạng thường thì dù cho tốc độ của nó chỉ là 80, với đặc tính này chỉ cần một lần Protect cũng đủ sức cho nó out trình tốc độ nhanh nhẹn với những Pokemon huyền thoại khác rồi. Khi Mega lên thì tốc độ của nó tăng lên thành 100, tấn công vật lý 160, coi như lúc này nó như một cái máy hút bụi vậy đó, hút rác, hút hết đội hình bên kia luôn. Còn bể chiêu thức của Blaziken thì cứ xài như là ở dạng thường là được, giữ lại mấy chiêu cũ thôi là cũng đủ sức càn quét đấu trường rồi. Pokemon huyền thoại nó còn không ngán cơ mà. Và ở hạng 6 là Mega Charizard E. Được rồi, Mega Charizard có hai dạng Mega, nhưng để công tâm mà nói, với tôi dạng Y nó vẫn ok hơn dạng X. Đầu tiên ta phải nói đến việc dạng gốc đang theo hướng đặc biệt, nên ta thường sẽ xây dựng Charizard theo hướng này. Nếu cho nó Mega thành dạng X, đặc tính Tough Claw giống với Metacross, thì ngay từ đầu ta phải xây dựng Charizard theo hướng vật lý.
Một khi đã vào trận rồi thì chắc chắn phải tiến hóa Mega X cho Charizard. Nếu không thì sẽ không tận dụng được tối ưu hiệu quả của bể chiêu thức mà ta đã xây dựng. Nhưng nếu ta xây dựng Charizard theo hướng đặc biệt, đúng sở trường của nó và cho nó Mega thành dạng Y thì sức mạnh của nó lại càng được nâng tầm. Vì dạng Y có chỉ số công đặc biệt lên đến 159, cộng với đặc tính gọi nắng bằng Drow sẽ có tác dụng tăng 50% sát thương của những chiêu hệ lửa và mang tính chiến thuật hỗ trợ những đồng minh có hệ cỏ với đặc tính Chlorophyll hoặc là những Pokemon hệ lửa khác trong đội hình. Một cái hay nữa của dạng Mega này đó chính là nó có thể kích hoạt khả năng gọi trời nắng tùy vào tình hình trận đấu. Ví dụ nếu trên sân đấu đang có mưa rơi thì lượt sau ta có thể nhanh trí cho Charizard Mega để đổi thành thời tiết trời nắng. Vì Mega sẽ được kích hoạt đầu tiên trong một lượt nên việc gọi trời nắng bằng Mega Charizard Y sẽ như là một Pokemon có đặc tính Prankster gọi trời nắng bằng Sunny Day vậy đó. Thành ra so với tính chiến thuật trong chiến đấu thì Mega Charizard Y lại nhỉnh hơn dạng X rất nhiều. Trước khi qua thứ hạng tiếp theo thì tôi cũng muốn giới thiệu cho các bạn nào chưa biết hoặc đã lỡ quên mất một sự kiện mà ông bạn bên kênh VPokédex của tôi rất là tâm huyết, mang tên Từ tranh thẻ bài thành chuyện cùng kể, mà nói dễ hiểu hơn là viết truyện và nhận thưởng thôi. Bất kỳ ai cũng có thể tham gia, với số lượng giải thưởng và thời gian vô thời hạn. Bất cứ ai có niềm đam mê với Pokemon, có tâm hồn tự do và sáng tạo đều có thể viết ra những câu chuyện dựa vào một thẻ bài Pokemon bất kỳ mà các bạn yêu thích, sau đó gửi về Gmail của kênh VPokédex mà tôi để link ở trên màn hình cũng như là phần mô tả phía bên dưới. Hy vọng được thấy những câu chuyện của mỗi nhà huấn luyện ở trên đây. Viết được càng nhiều câu chuyện thì tiền nhuận bút càng cao. Thông tin chi tiết và bài mẫu tham khảo có thể nhìn trên màn hình hoặc là phần link mô tả bên dưới. Chúc các bạn sáng tạo ra nhiều câu chuyện thật hay ha. Và chúng ta đến hạng 5. Ở hạng này thì tôi sẽ để dành cho Terranita. Dạng Mega của nó như là giữ nguyên vai trò của dạng gốc nhưng mà mạnh hơn. Ừ thì cũng dễ hiểu, vốn nó đã mạnh sẵn rồi thì cần gì phải thay đổi chi nữa. Đặc tính Sandstream vẫn được giữ nguyên, chỉ số công vật lý lên thành 164, song hai mảng phòng thủ ngang ngang nhau, thêm 50% buff thủ đặc biệt trong bão cát nữa, rồi tốc độ được nâng lên một chút xíu. Vậy là chúng ta có một phiên bản nâng cấp bá đạo hơn của Á Thần đúng nghĩa. Lúc này thì Terranita như là một con quái vật trong đấu đôi. Nếu nó mang theo Dragon Dance, muốn một lần vũ điệu rồng thì những chiêu diện rộng như là Rock Slide, Earthquake sẽ cực kỳ phiền phức với đối thủ. Điểm yếu của Terranita vẫn là những đứa hệ giác đấu. Tuy nhiên thì với sinh lực cũng như là khả năng chống chịu vô cùng cứng cáp này thì tôi cũng không nghĩ đây là một vấn đề lớn cho Terranita đâu. Cùng lắm là những đứa Mega khác sẽ có thể làm khó được nó, chứ mấy con Pokemon bình thường thì cũng khó à. Ở hạng 4, đó chính là Mega Metacross. Mega Metacross là một ví dụ điển hình cho việc hổ mọc thêm cánh. Ở hình dạng bình thường, chỉ số của Metacross vốn khá là kiên cố rồi. Cùng với sát thương cao, điểm trừ của nó là nằm ở tốc độ 70. Nhưng khi tiến hóa Mega thì hạn chế này được khắc phục hoàn toàn. Tốc độ tăng thêm 40 điểm thành 110, thủ vật lý 150, thủ đặc biệt 110 và công vật lý là 145. Lúc này thì đích thị nó là công thủ toàn diện luôn. Đi cùng với đó là đặc tính Tough Claw, tăng thêm 30% sát thương cho những chiêu tiếp xúc trực tiếp với đối thủ, bao gồm gần hết những chiêu vật lý. Nên chỉ cần dính một đòn của Metacross là đủ đi bụi liền. Bể chiêu thức của nó thì vô cùng đa dạng. Nó có thể đặt bẫy bằng Step Rock với tốc độ cực cao, hoặc gặp đối thủ nhanh hơn mình thì chiêu Bullet Punch cũng sẽ là lựa chọn không thể nào thiếu cho nó. Dù sức mạnh chỉ có 40 nhưng công vật lý vốn đã cao, nay cộng thêm Staff hệ thép và 30% cộng dồn sức mạnh từ đặc tính nữa thì một chiêu ưu tiên thôi cũng đủ tiễn mọi đối thủ ra chuồng gà. Cho nên đó là lý do mà tôi đặt nó cao hơn Terranita là vậy. Và chúng ta bắt đầu vô top 3. Ở hạng 3 thì tôi sẽ gọi tên Mega Gengar. Gengar dạng thường vốn cũng mạnh, đó là khi nó chưa mất đi đặc tính Levitate ở thế hệ thứ 7, nhưng một lần nữa nó đã dọa chết khiếp người chơi bằng dạng Mega của nó. Ta nhìn qua chỉ số của nó trước đi ha. Tốc độ và công đặc biệt của nó như báo hiệu cái kết không hề tốt đẹp cho bất kỳ ai chậm hơn. Nhưng điểm yếu của nó chính là những đối thủ theo hướng vật lý và xài được chiêu Sucker Punch. Vì dù sao nó cũng khá mỏng, tuy là thủ vật lý 80, nhưng việc gặp những Pokemon khắc tinh hệ bóng tối thì đi đời là khá cao. Nhiều đó là điểm yếu của nó, nhưng nhiều đó khuyết điểm đều bị lu mờ trước đặc tính phá game nhất nhì cái sàn đấu thú cưng này là Shadow Tag. Đặc tính này ngăn chặn tất cả Pokemon có thể rút về bóng, trừ những Pokemon hệ ma và những Pokemon cầm theo vật phẩm Shell Bell. Cho đến khi một trong hai đứa nằm xuống thì mọi chuyện mới thoát. Mà như chúng ta vốn đã biết, việc liên tục thay đổi Pokemon trên sàn đấu là một chiến thuật vô cùng quan trọng và cơ bản trong chiến đấu, thì đặc tính này như là phá hoại hết tất cả những quy tắc đó. Trước đây thì Chandelure, một Pokemon hệ ma trong thế hệ thứ 5, tuy có tốc độ chỉ là 80 nhưng công đặc biệt của nó là 145. Khi được mang đặc tính này trong người,
Nó quá mạnh đến nỗi mà nhà phát hành phải loại bỏ đặc tính này ngay lập tức vào thế hệ thứ 6. Chỉ còn có hai gia đình Pokemon là Gothitelle và Wobbuffet là có đặc tính này. Và điểm chung của hai nhà này là gì? Đó là tụi nó đều ở mảng phòng thủ, tốc độ chậm và khả năng tấn công thuộc dạng trung bình. Từ đó ta có thể kết luận rằng nếu đặc tính này rơi vào tay một Pokemon vừa nhanh vừa đánh đau thì coi như là phá sập sàn. Và thế là họ ban đặc ân đó cho Mega Gengar, một Pokemon có đầy đủ mọi thứ, từ tốc độ cực cao, tấn công đặc biệt thì cao tốc độ trong thế giới Pokemon, và một bể chiêu thức có đầy đủ tất cả các hệ, tha hồ tàn sát bất kỳ đứa nào dám ra sân chiến đấu. Cách để khắc phục những đối thủ xài Sucker Punch thì cũng không khó, cho nên núp sau thế thân Substitute, rồi Nash Deplot một lần, xong cứ gặp đứa nào thì phang Shadow Ball, Slugwell hoặc là Dazzling Gleam vô mặt. Xử xong mấy đứa này thì tới đứa khác, không ai có thể bỏ cuộc chơi giữa chừng. Bên cạnh đó thì nếu thấy đối phương khắc chế Mega Gengar về mọi mặt thì nó có thể mang theo Destiny Ball, cũng là một lựa chọn vô cùng chó đẻ. Vì nếu đối phương hạ được Gengar thì bên đó cũng sẽ đi theo, mà nếu không đánh đổi để hạ được bạn thì bạn hạ nguyên team nó luôn. Và thế là Mega Gengar với Shadow Tag là một con ác quỷ chứ không còn là một con ma bình thường nữa trên đấu trường ngày xưa. Đứng ở hạng 2 sẽ là Mega Salamence. Vốn dĩ thì á thần Salamence đã vô cùng đáng sợ với hai đặc tính là Intimidate và Moxie's. Cùng với đó là bộ chiêu thức khá linh hoạt, cả hai mảng vật lý và đặc biệt. Thì khi tiến hóa Mega, nó đích thị là một cái máy nghiền. Với công vật lý 145, tốc độ tăng lên 120 và khả năng chống chịu vô cùng tốt. Đặc tính lúc này của nó là Air Relay, biến tất cả những chiêu thức hệ thường thành chiêu hệ bay và tăng thêm 20% sức mạnh, chưa tính cộng dồn của Staff. Lúc này thì chiêu thức đáng sợ nhất mà chúng ta nên dè chừng của nó đó chính là Return. Với sức mạnh phụ thuộc vào chỉ số tình bạn của Pokemon và nhà huấn luyện, khi chỉ số tình bạn nâng lên cao tối đa thì sức mạnh của chiêu Return sẽ là 102. Đặc tính Air Relay tăng thêm 20%, biến chiêu này thành chiêu hệ bay, xong thì nhận được 50% Staff hệ bay của Salamence nữa. Cùng với công vật lý 145 thì trừ những đứa kháng hệ bay như là điện, đá, thép còn trụ lại được một chút, chứ như những hệ khác coi như là một đấm tiễn ra chuồng gà liền. Bên cạnh đó thì nó còn học được Dragon Dance. Và dường như chỉ với hai chiêu đó thôi, chỉ cần nó ra trận ở dạng thường bằng Intimidate, giảm công vật lý của đối thủ xuống, xong thì Mega rồi múa một vũ điệu rồng là bắt đầu công cuộc rung chấn tàn sát hết 80% nhân loại được rồi đó. Và ở vị trí đầu bán ngày hôm nay, đó chính là Mega Kangaskhan. Concept của nhà này thì cũng khá hay, đó chính là bé Kangaskhan trong bụng mẹ giờ đây đã có thể cùng mẹ mình chiến đấu, khiến cho dạng Mega này có đặc tính Parental Bond. Vào thế hệ mà nó ra mắt, đặc tính này cho phép con gây thêm 50% sát thương mẹ mình đã gây ra, tức là mỗi đòn đánh đều sẽ có 2 lần gây sát thương. Điều này sẽ vô hiệu hóa luôn đặc tính Study hoặc là trang bị Focus Sash. Và rồi chúng ta nhìn vào chỉ số của Mega Kangaskhan đi. Với công vật lý 125 cùng với độ chống chịu vô cùng cao của mình, giờ đây mọi đòn đánh sẽ tặng thêm topping 50% sát thương. Còn một cái điên rồ hơn của đặc tính này đó chính là chiêu thức hiệu ứng phụ, cụ thể hơn là chiêu Power Up Punch. Bình thường nó sẽ gây sát thương và tăng một bậc công vật lý, nay được xài bởi Mega Kangaskhan, chiêu này sẽ gây sát thương 2 lần và tăng 2 bậc công vật lý trong một lượt luôn. Chiêu Ice Punch sẽ có 19% khiến đối thủ bị đóng băng thay vì 10% như trước đó. Chiêu Bite có 50% gây flinch nếu đánh trước thay vì tỷ lệ 30% như thông thường. Tuy nhiên thì những chiêu sát thương diện rộng như là Earthquake, Icy Wind hay là Rock Slide sẽ chỉ đánh một lần. Chiêu hiệu ứng flinch cùng với sát thương cao của chiêu Rock Slide mà được tận dụng thì còn ai trong cuộc chơi này làm lại Mega Kangaskhan được nữa. Thật sự thì cơ chế Mega như khiến cho Mega Kangaskhan đội mồ sống dậy sẽ rất nhiều thế hệ bị lãng quên vậy đó. Mà kiểu từ dưới đáy địa ngục trồi lên thiên đàng luôn. Và tôi đã đi qua hết top 10 Pokemon Mega mà bản thân tôi cảm thấy là mạnh nhất của thế hệ thứ 6. Thế các bạn thì dạng Mega nào để lại ấn tượng cho các bạn, hoặc là dạng Mega nào là dạng Mega mạnh nhất, hãy cho tôi biết bằng phần bình luận bên dưới nha. Bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.